Hi everyone, welcome back to the Toy Listening Series. Cô là cô Thanh Hàn, chào mừng các bạn quay trở lại với series Toy Listening. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề Part 5, Words from Từ loại và Lesson 2. Nếu như các bạn đã xem Lesson 1 thì chúng ta đã thu lượng được một số kiến thức nhất định. Và hôm nay chúng ta cùng học thêm những cái khía cạnh khác về phần này. Ở câu số 11 thì chúng ta thấy là câu này rất là dài, rất nhiều từ. Thế chúng ta sẽ xác định thế nào để tìm được đúng từ trong chỗ trống đây? Chúng ta chú ý giúp cô từ tip hiểu lệ từ that. Chủ ngữ ở đây là từ gì nào? Computer? Regulation? À, nó là từ regulation. Các cái quy định, các cái quy định của công ty này thì chỉ ra rằng là đó, và sau từ that này sẽ là một mệnh đề. Đúng không? Chỉ ra rằng là cái gì đó như thế nào đó, đúng không? Một mệnh đề thì chủ ngữ ở câu này là employee, ok. Và sau đó là đúng là nhân viên thì phải để, thì sau phút cũng là động từ đặt để, sau đó sẽ cần một cái tân ngữ là danh từ document, các cái văn bản. Thế từ related này đóng vai trò là gì, nó có phải động từ của document không? Chúng ta lại tiếp tục lặp lại cấu trúc, gọi lại cấu trúc rút gọn của câu bị động which are related, những cái văn bản mà có liên quan, đúng không? Và trong câu này thì người viết đã rút gọn cả hai từ này đi rồi. Những cái văn bản mà có liên quan đến cái product prototype, tức là cái các cái sản phẩm mẫu, vào cái paper shredder, các cái máy hủy giấy, chứ để mà đảm bảo cái gì đó của sản phẩm thì chúng ta trong trường hợp này chắc chắn sẽ cần một cái danh từ, đúng không? Đảm bảo cái gì đó của sản phẩm mà. Thế nên là chúng ta chọn cái gì đây? Ở đây thì chúng ta có đến hai danh từ. Cái này confidence là danh từ, có nghĩa là niềm tin, sự tin tưởng. Đáp án C, confidentiality, cái này có thể sẽ hơi lạ với một số bạn. Cái này nó là tính bảo mật, tính bảo mật. Thế nên chúng ta chọn đáp án nào? Chọn đáp án C, đúng không? Đảm bảo với tính bảo mật của sản phẩm. Confidential trong trường hợp này nó là tính từ, có nghĩa là cái tính chất bảo mật, cái thông tin gì là thông tin không được tiết lộ. Confidential ấy, cái này là trạng từ đó, nên trong câu này chúng ta sẽ chọn đáp án C. Question number 12, câu số 12, chủ ngữ đầu câu này bắt đầu bằng từ verb để. Chủ ngữ chúng ta nói to verb có nghĩa là để làm gì đó, để nhận được cái form gì đó của cái câu này. Vì vậy thì chúng ta trong trường hợp sẽ cần dạng từ gì? Danh từ, tính từ, động từ hay trạng từ? Các bạn trả lời nào? Ok, một danh từ, đúng không? Very good. Chúng ta sẽ cần danh từ ở đây, nhận được cái gì đó toàn bộ của cái coupon này. Thế ở đây chúng ta có mấy danh từ? Ở đây chúng ta có hai danh từ là A và B. Beneficiary, cái này gọi là người hưởng lợi. Ví dụ các bạn có một cái chuyện, một cái asset thì sẽ có người chủ xét và bên dưới là tên người hưởng lợi. Thì cái beneficiary chính là cái danh từ chỉ người hưởng lợi. Đó là benefit, có nghĩa là cái quyền lợi hoặc là những cái lợi ích được hưởng. Thế nên là chúng ta thấy là ở đây chúng ta sẽ nhận được toàn bộ người hưởng lợi hay là toàn bộ lợi ích. Chúng ta chọn là B, đúng không? Để nhận được toàn bộ cái lợi ích của cái coupon này thì please, đây là câu cầu khiến này, sau please sẽ cộng với lại một verb nguyên thể, verb infinitive. Làm ơn, đúng không? Hoặc là hãy đăng ký cái số series ở cái website chính thức của cửa hàng chúng tôi. Ok, và chúng ta hãy chọn đáp án B này. Hai đáp án C và D, beneficial và beneficiary, đang là dạng từ gì nào? Đáp án C chúng ta có tính từ, còn đáp án D chúng ta đang có trạng từ với really. Nên chúng ta hãy đáp án B cho cô này. Câu số 13, phần đầu tiên bắt đầu as on the teacher. As với vai trò cái nghĩa là với vai trò là gì đó, hoặc là một cái giáo viên như thế nào đó. Thì mà ông Grant ông ấy đưa ra một cái bài speech, một cái bài phát biểu về cái tầm quan trọng của việc là fostering the habit of reading, tức là việc là cái tạo thói quen, đúng không? Hoặc tạo thói quen, hoặc là xây dựng thói quen đọc sách. Thế thì ở đây chúng ta sẽ cần một cái tính từ là một giáo viên như thế nào đấy, đúng không? Thì các bạn thấy nhé, các cái từ này là các cái nghĩa khác nhau, bắt đầu từ cái từ experience. Experience bản thân từ này nó sẽ có hai nghĩa, là một là danh từ, hai là động từ. Đó, danh từ nó có nghĩa là kinh nghiệm hoặc là một cái kỷ niệm. Đấy, thì nếu mà với nghĩa là kinh nghiệm làm việc, chẳng hạn như là experience
trong ngành kế toán chẳng hạn, đúng không? Làm việc trong ngành kế toán. Đó, thì với trong trường hợp này thì experience này nó sẽ là một danh từ không đến được. Bởi vì là kinh nghiệm, chúng ta không phải nói là một hay hai kinh nghiệm. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta nói nó như là một kỷ niệm, một kỷ niệm thì sẽ đến được. Thì chúng ta nói là một cái kỷ niệm mà rất là đáng nhớ, memorable experience. Đấy, thì sẽ đến là danh từ đến được. Thế trong động từ D này cũng vậy. UD này nó cũng có thể là danh từ hoặc là động từ. Nếu mà nó danh từ thì chúng ta chú ý là có S, tức là số nhiều, tức là một vài cái kỷ niệm. Thế còn động từ thì nó đang chia ở cái ngôi thứ ba số ít. Tuy nhiên thì cả B và D thì cũng không đều được trong cái đáp án này. Chỉ có đáp án A và đáp án C. Thế experience gì hay là experience? Thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy là cái verb in nó đặt trước của danh từ. Ví dụ chúng ta nói là các cậu bé mà đang bơi chẳng hạn. Swimming boy. Đấy, các cậu bé đang bơi, tức là cái động từ đứng ở trước bổ nghĩa cho cái danh từ này. Tuy nhiên để trong trường hợp mà trải nghiệm thì không thể là một cô giáo đang trải nghiệm gì đó, đúng không? Thế chỉ có là chúng ta chọn đáp án C. Và từ này có nghĩa là giàu kinh nghiệm, là một giáo viên giàu kinh nghiệm. Ok. Ok, one more question. Câu số 14. Chủ ngữ ở đây chúng ta có làm tên công ty này. Thế sau đó họ receive cái gì đó, chúng ta chú ý cái động từ đấy đang chỉ ở thì gì? As. Đây là here ở thì present simple, có nghĩa là đây đang chỉ ở thì hiện tại đơn, đúng không nào? Thì họ sẽ nhận được cái return product, cái sản phẩm trả lại. Bởi vì sao? Bởi vì là cái máy này mà cái dạng này thay thế cho người một sheet. Cái máy mà họ đã mua ấy, thì has been đã và đang tạo ra hoặc là gây ra những vấn đề trong vòng past couple months, tức là trong vòng vài tháng vừa qua. Đó, thì chúng ta thấy là họ nhận được, thì ở đây chúng ta sẽ cần một cái trạng từ, đúng không? Và cũng gợi ý một chút, đó là cái trạng từ chỉ tần suất, có nghĩa là cái mức độ mà họ nhận được, đúng không nào? Chúng ta hay nhận được, thỉnh thoảng nhận được hay là hiếm khi nhận được. Thì ở đây chúng ta chọn đáp án A, có nghĩa là occasionally, thi thoảng. Công ty này thi thoảng sẽ nhận là phải những cái hàng hóa mà được trả lại. Thế còn các đáp án khác, occasional nên là một cái tính từ đó, nên chúng ta sẽ không chọn đáp án này. Đáp án C, occasion nên là một cái danh từ đó. Đó, và phía dưới đây cũng là danh từ dạng số nhiều, nên chúng ta sẽ chọn đáp án A cho câu hỏi này. Present fitted. Câu số 15. Câu này thì chúng ta thấy chủ ngữ ở đâu nào? Interviewer. Những cái người mà interviewer nghĩa là gì nhỉ? Chúng ta có danh từ interview. Đấy, danh từ này phỏng vấn. Thì bắt nguồn từ danh từ này chúng ta sẽ có hai danh từ chỉ người. Interviewer and interviewee. Interviewer, what does this mean? Là người phỏng vấn. Còn interviewee là người được phỏng vấn. Thế trong trường hợp này, những người phỏng vấn đúng không? Generally evaluate. Thông thường thì họ sẽ đánh giá cái năng lực làm việc của từng ứng viên hơn là cái gì đó của họ. Thì chắc chắn trong chỗ này chúng ta cần một từ ở dạng gì nhỉ? Các bạn trả lời giúp cô nào. Chính xác, chúng ta sẽ cần một danh từ, đúng không nào? Đó, thì trong câu này, trong từ này chúng ta có những cái danh từ gì? Đây là duy nhất danh từ của đáp án B. Personality, có nghĩa là cái cá tính của họ. Họ sẽ đánh giá cái năng lực làm việc của ứng viên hơn là đánh giá cái cá tính của người này. Còn đáp án khác thì sao? Thông thường thì một số bạn nói với cô là các bạn chỉ chọn đáp án đúng và dừng lại ở đấy. Tuy nhiên nếu mà thế thì chúng ta sẽ không thể nào mà lên đến mức điểm cao 700-800 được. Một cái việc rất quan trọng đó là các bạn phải loại trừ các đáp án sai và tìm hiểu nguyên nhân tại sao các đáp án có lại sai. Đáp án A, personal là tính từ. Thì ví dụ như chúng ta nói là thông tin cá nhân thì chúng ta có personal information, đúng không? Đó. Rồi personalize, cái đây là một cái động từ. Personalize có nghĩa là gì? Chẳng hạn như nhé, chúng ta có những cái sản phẩm mà nó sẽ điều chỉnh tương thích với lại nhu cầu của người sử dụng. Thì chúng ta nói là personalize the product, đúng không? To specific need. Tức là điều chỉnh cái sản phẩm theo cái nhu cầu cụ thể của từng khách hàng, đúng không ạ? Customer. Ok, thì chúng ta nhớ các từ này và Willy này là trạng từ.
Ok, chúng ta vừa kết thúc lesson 2 và hẹn gặp lại các bạn ở lesson 3 trong mục part 5 words from